rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Ca sĩ ẩn danh. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ca sĩ ẩn danh do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty Mega GS thực hiện, phát sóng vào lúc 21:15 Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Và như thường lệ, ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ và giao lưu với 4 người ca sĩ ẩn danh. Nhưng mà trước hết, hãy cùng Khanh gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả, đặc biệt là 5 vị nghệ sĩ khách mời trong đêm nay. Xin được giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Xin được giới thiệu nghệ sĩ Thanh Bạch. Xin được giới thiệu nghệ sĩ Long Nhật. Và xin được giới thiệu ca sĩ Dương Triệu Vũ. Xin giới thiệu với quý vị nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Tôi nè mấy ông nội. Ủa trời đất ơi, ở trên Dương Tôn Công Tử không làm sao mà tôi dám đứng kế bên. Ủa cái bộ đồ hoàng hậu anh sắm cho em đâu rồi Dân? Nó chật rồi anh ơi. Ủa nhưng mà sắm hồi nào mà sao chật nhanh vậy? Trời đất ơi, ổng sắm là ổng sắm thời điểm này đó, nhưng mà ổng ngủ mơ hết à. Rồi ổng lộn số đo của con Trinh Trinh. Thưa quý vị, trước mắt chúng ta là bộ sưu tập của nhà thiết kế TB với những người đẹp. Với những người đẹp. Với những vị hoàng tử đến từ những vùng miền khác nhau. Lúc này đó là Bạch Công Khanh hỏi người đẹp đó đúng rồi, bởi vì đây là người đẹp. Và thưa quý vị, tất cả niềm vui này chúng tôi sẽ dành cho những nhân vật yêu nghệ thuật ca hát hết mình. Yeah. Thưa quý vị, một tràng pháo tay nữa dành cho những nhan sắc sẽ tiến về bốn chiếc ghế của chúng tôi. Music. Yeah. Anh Thanh Bạch thân mến, lần đầu tiên đến với ca sĩ ẩn danh, đây là một chương trình rất là mới. Anh Thanh Bạch cảm xúc như thế nào? Thật ra trong nghề ca hát nó lạ lắm. Người ta gọi là nghiệp cầm ca. Nghiệp cầm ca là một chặng đường dài mà chỉ có những người yêu hết mình mới ở lại được. Còn cái sự đam mê thích ánh hào quang của sân khấu, nó chỉ là giai đoạn và khoảnh khắc. Giống như một loài chim hát hay và nhất định là phải hót dù không có người nghe. Yeah. Yeah. Khi mà tham gia chương trình này, Lâm Nhật biết là có những danh ca, những ngôi sao mà Lâm Nhật đã từng chen ra sau cạnh gà để xin hình, xin chữ ký. Nên cái sự hồi hộp, cái sự chờ đợi nó đang dâng trào ở đây. Thì thôi, khi mà ngôn ngữ mà bất lực rồi đó, thì để cho âm nhạc lên tiếng vậy. Thực ra muốn nghe lại, gặp lại, mình cũng có thể lên những cái mạng xã hội để mà mình bấm, mình xem. Nhưng chỉ có một điều ở ca sĩ ẩn danh mới có thể làm được, đó là sự sẻ chia. Lý do vì sao họ lại ẩn danh như vậy. Yeah. Đó, chính vì vậy mà bản thân chúng tôi mặc dù chai mặt anh ha, nhưng mà cứ mỗi số là mỗi một sự hồi hộp, thắc thỏm mong chờ để mà mình như là Bạch Công Khanh nói, gặp lại cố nhân, có thể mình gặp lại bạn mình. Anh nghĩ hôm nay xác suất là mình gặp lại bạn mình là bao nhiêu phần trăm Long? Hôm nay anh làm như là anh có cái linh cảm gì đó. Em cũng linh cảm vậy đó là anh. Anh sẽ gặp được những cái người mà đã từng yêu anh nữa. Đã từng yêu anh nữa. Và trong đêm nay chắc chắn sẽ có rất nhiều những điều đặc biệt và thú vị. Ngay bây giờ hãy cùng Khanh đến với sự xuất hiện của ca sĩ ẩn danh thứ nhất. Khi mình lên sân khấu mình hát, mình nhìn những cái ánh mắt mà người ta nhìn mình là tự nhiên mình hạnh phúc đó. Mình hát hết mình và mình đặt hết tâm trạng mình vô bài hát. Chắc chắn khán giả người ta nghe cái tiếng hát của mình thôi, người ta vẫn cảm nhận được. Hai bạn hãy giới thiệu về bản thân mình nhé. Giới thiệu đi. Ai nói trước? Em nói đi. Trời, bữa nay gan quá, dám kêu bằng em luôn đó nha. Thì đâu cho gan bữa vậy mà. Dạ, lời nói đầu tiên cho cặp song ca, chị ông Nâu và em bé. Xin gửi lời chào đến 5 vị khán giả đặc biệt và quý vị khán thính giả đang xem chương trình Ca sĩ ẩn danh. À, là cặp song ca hai chị em. Dạ.
À quên quên, em xin lỗi nha, ngày hôm nay em xin phép được đổi cách xưng hô. Bởi vì em lớn hơn tất cả năm vị khán giả ở đây. Trời ơi, wow. Thế nên em được phép xưng chị ạ, xưng chị. Xưng chị. Dạ. Hay bây giờ mình giải thích thêm về cái tên đi. Chị ông nâu và em bé. À, chị để chị nói ha. Dạ. Thì ý nghĩa của nó là thứ nhất là nói về sự trẻ trung và chăm chỉ đi hát, đem lời ca tiếng hát đến tất cả mọi nơi. Dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng muốn được hát, hát và hát để phục vụ cho tất cả quý vị khán giả. À, hai chị em của chị là hát chung với nhau bao lâu rồi chị? À, tính sơ sơ là bắt đầu là kết hợp với nhau á là khoảng năm 1997. Wow. Khoảng 23-24 năm là hai chị em chính thức đứng chung làm cặp song ca. Thì cái lần đầu tiên đó là tại sân khấu 126 á, là hát ca khúc mà nước ngoài sôi động với lại vũ đoàn ABC biểu diễn đó. Không ngờ là khán giả rần rần đi. Cái ban tổ chức nói là trời, hai người này vậy được đó chị, cái chị biên tập của giao, đó là chị khó tính lắm đó. Chị nói được đó là biết là mình biết là thành công. Tại vì cái chất giọng nó hơi giống nhau, là chất giọng cao. Nó bè bối đồ này kia cũng rất là thích với nhau. Coi như sân khấu nào cũng có sự góp mặt của hai chị em. Dạ thưa các anh chị, như chị đây thì đối với anh chị là chị, còn đối với anh chị là em của anh chị. Là em hả? Dạ, chỉ có anh của Dương Triệu Vũ mà thôi. À, nâu với bé. Dạ, nâu nghe. Có từng đi diễn chung với bốn cái bộ mặt này không? Gặp riết mà không muốn gặp luôn á. Nghĩa là thân lắm luôn rồi đó. Quen thuộc. Chị, em hỏi chị nè. Sao em? Em hồi đó em để chị, trong ngăn ba má của chị có theo cái gọi là có là ca hát không? Đúng rồi. Ca nhạc sĩ không? Nói chung là chị là con nhà nòi. Vậy là hiểu rồi. Chị ông đâu có diễn chung chương trình nào mà em với anh Thanh Bạch dần chương trình không? Chưa nhưng mà à, để chị nhớ cái nha, dài quá chị không nói kịp nè. Để chị nhớ coi, dài quá. À, có diễn với Long Nhật một thời gian rất là dài. Nhưng mà không có đi diễn chung với cô Loan, có thời gian thường xuyên luôn. Nhớ đó. Update. Có đi diễn một thời gian với Long Nhật rất rất là dài. À. Chị là có diễn nhưng mà em là thân với anh Long Nhật lắm. À. Dạ. Anh Long Nhật ơi, anh không nhận ra em là em giận anh luôn đó. Ừ. Chú cha mà ơi, Long Nhật nó mới chuột đớn cối nè. Ừ. Em thật sự em thân với anh Long Nhật nhiều hơn chị Vân. Chứ em làm việc với chị Vân nhiều hơn anh Long Nhật. Là sao? Thân với Nhật hả? Em chết rồi. Ủa em làm việc với chị hả? Đó. Chị quên rồi. Anh Nhật quên em là em không nói rồi, mà chị quên nữa thì không. Thì đáng giận. Trời buồn chị, ơi, buồn chị ơi, là đau lòng với chị. Vậy mà còn không dạ. Nhớ em nhiêu tuổi rồi nha bé? Dạ thưa anh, năm nay em được 52 tuổi. Trời ơi. À, thiệt luôn á hả? Dạ. Ủa vậy là đứa nào ta? Đứa nào ta? Trời ơi. Em thì không sao có dữ liệu mà gì mà mình dạ. Gần chốt đơn được em, rồi cái nói em xin nữa. Tại vì em có dữ liệu vậy cho nên em chỉ phê bình là nếu chị Hồng Vân không nhận ra thì thật là đáng buồn. Chị ơi sao kỳ quá vậy? Ờ anh Nhật phải. Mà chưa bằng nhận ra này. Em không biết nói gì bây giờ phải đâm trọt thôi. Mình với em. Kỳ quá chị ơi. Tôi biết một cái cặp đôi mà hai mà chị cặp, em hát chung với nhau. Thôi bây giờ mình nghe giọng hát đi. Tôi biết cái nhạc mà nhạc kiểu mà giống như dạng là kích động. Em ơi có bao nhiêu. Cái là cái dạng dòng nhạc đó đó. Bây giờ hát đi. Mày hát đi, coi có phải hay không, mấy chốt đâu. Đúng rồi, hát đi. Những thắc mắc của chúng ta dần dần sẽ được giải đáp sau cái tiết mục đầu tiên của chị ông nâu và em bé. Ê chết, bài của Kim Tử Long. Cho qua mau cuộc tình, chia tay xa nhau từ đây chấm dứt không quen nhau. Cho qua mau cuộc tình, tình này rồi mờ dần theo tháng năm thời gian.
Anh ơi, anh ơi, ngày xưa em đã nói nếu ta chia tay nhau chẳng ơn thương. Có giọng ai mà hát dữ vậy? Chẳng buồn lệ sẽ không ướt mi. Em ơi, lòng anh đang chơi vơi. Em ơi, lòng anh đang chơi vơi. Tiếc thương duyên bấy lâu, làm sao anh quên em? Kỷ niệm xưa hai ta cùng yêu thương đắm đuối bên nhau. Mình nhìn nhau trong phút giây, một lần thôi nói tiếng yêu, lần cuối trở nên âm thầm lặng quay. À, chia tay nhau còn chi nữa, giờ cuối chân lên tiếng vẫn vương. Quên đi duyên xưa, từ ly ta trao nhau lời cuối. Người hỡi anh phải quên em sao? Hình bóng làm sao anh lãng quên? Anh sẽ vì em làm thơ tình ai? Anh sẽ gom bầy kết thành lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn trên làn tóc. Đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao thành vương miệng xa, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đèn. Hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương với. Trần gian anh đưa em vào bằng tiếng hát, chắp đôi cánh như thiên thần. Em ơi, lâu đài tình ái đó sáng trong ánh tinh cầu xa, cho đến cho dù ngàn năm qua còn vẫn vương đôi hồn hoa. Yeah. Anh kết lâu thôi, giọng bà còn hay quá, giọng khỏe quá trời. Muốn đời chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Sao anh quên em? Kỷ niệm xưa hai ta cùng yêu thương đắm đuối bên nhau. Xin một lần mình nhìn nhau trong phút giây, một lần thôi nói tiếng yêu, lần cuối trở nên âm thầm lặng quay. Ta chia tay nhau còn chi nữa, giờ cuối trở nên tiếc vẫn vương. Quên đi duyên xưa, từ ly ta trao nhau. Làm sao anh lãng quên? Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Hai bài hát Lời Cuối Cho Tình Yêu và Lâu Đài Tình Ái. Không thể tưởng tượng được tại sao bây giờ giọng hát của chị Om Nâu với lại em trai á là
khỏe mà còn khỏe và còn quá hay như vậy luôn. Hay phải quá thực sự. Nhưng mà tôi phản đối à. Sao vậy? Tại sao mà nếu mà đúng là cái người mà đứng đằng sau chị Nâu Nâu và em bé rồi đó thì tại sao nói là không biết tôi được? Thì đó, sao vậy ta? Tại sao? Ông có nói là không biết, nhưng mà là không có đi diễn chung. Long ơi bớt giận nghe chị Nâu nói nè. Nói đi em. Chị nay 59 tuổi rồi đó. Mà chị nói cho nghe nè, hồi nãy chị nói là có biết nhưng mà không có hát chung. Nâu. Phải, vậy là không phải, 59 tuổi là em bạch chị hơn Nâu có 2 tuổi thôi. Nha, mà em nở lòng nào kêu bằng em luôn. Ủa là sao? Ủa là sao ta? Là Nâu là hơn anh hả? Anh 61 tuổi, nó 59 tuổi. Xin lộn. Xin lộn. Ý quên. Ở trển quên rồi. Ở trển quên hả? em trai của chị ông Nâu ơi. Em không được giận chị bởi vì cái giọng hát của em cất lên là chị đã là hoài niệm rồi. Thế nhưng mà giọng nữ không phải đâu. Không, phải, mà chị phải ông Nâu là bà phải luôn. Phải luôn, phải luôn. Bình tĩnh, cái gì vậy? Đây chỉ mới là cái phần biểu diễn đầu tiên thôi. Lát nữa mình mới biết được danh tính thật. Xin mời hai anh chị chúng ta tiến về chiếc ghế của chúng tôi. Thưa quý vị, và đó là tiết mục đầu tiên trong đêm nay. Bây giờ chúng ta sẽ đến với sự xuất hiện của ca sĩ ẩn danh thứ hai. Nghề này đãi mình thật sự là từ số 0, không thầy, không trường, rồi không tiền. Trời ơi, rất là ca sĩ. Xin mời bạn giới thiệu về bản thân mình nào. Lần đầu tiên cho ca sĩ Tràng Khờ Thủy Chung chào MC Bạch Công Khanh, chào anh Bạch, chào em Vân, chào em Long, chào em Long Nhật và chào em Vũ. Rồi. Và chào toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình. Dạ, trước mắt chúng ta là ca sĩ Tràng Khờ Thủy Chung. Anh đi hát từ năm nào? Năm anh đi hát là năm anh 17 tuổi, em Long à. Hơn cả hai đứa mình luôn á. Anh hoạt động nghệ thuật được 40 năm và xuất phát điểm là từ cải lương. Mê cải lương lúc 17 tuổi. Nhưng mà vô thử hơi thì ca thì dở mà xấu nữa. Thành ra trong đoàn nhận, nhưng mà nhận cho làm quân sĩ rồi đó. Lúc mà đi trốn nhà đi cái lương á, mình nói khó khăn quá thì ba má bắt về. Mình với bộ mình nó sướng lắm, nhưng mà thật sự là rất là khó khăn. Coi như trong đoàn không có quý mình đâu. Coi như mình nhích cái gì là con muốn đuổi không á. Buồn lắm, tự ái lắm. Trong khi gia đình mình giàu có như vậy, mình về mình sống được khỏe, thoải mái, đâu có cái gì chật vật đâu. Tại sao mình phải khổ như vậy? Mình ngủ miếu ngủ đình không? Sau này cái anh Minh Dương với chị Thu á, cái đi show Tô Ánh Nguyệt rồi cái rủ đi show hát trích đoạn rồi cái bắt đầu cái quen luôn. Những cái vai phụ anh Minh Dương giống như là tuần Tô Ánh Nguyệt, anh hát Gia Minh thì mình hát cậu Ba Tân. Rồi đợi có lũ mình đóng vai công bán vàng đó, công tiệm vàng. Thì đó hát bà bè từ từ. Quen dần cái qua Tấu Hài. Cái bắt đầu cái tấu với các anh danh hài mà làm bạc tên nét không à, làm phụ không à. Chưa về rồi đóng chánh. Vậy thì em muốn hỏi anh là lúc mà anh nổi tiếng á, là anh nổi bài nhạc nào, bài hát nào, và anh lúc đó anh cộng tác với đoàn nào, anh có nhớ không? Anh chưa bao giờ nổi tiếng cả. Không bao giờ nổi tiếng. Anh là ca sĩ hay là kịch sĩ hay là diễn viên điện ảnh? Hồi nãy giờ em kể ra cái thứ gì anh cũng dính vô đó hết trơn. Một người nghệ sĩ đa tài. Bài anh hát mà thường á là những cái bài của nhạc sĩ Ngọc Sơn đúng không? Cho anh giữ bí mật luôn cái điều này nha. Trời ơi, nếu con người ta cần biết mà giữ bí mật chết rồi. Anh có diễn chung với em chưa? Rất là nhiều luôn. Anh có bao giờ ngủ chung với em chưa? Hà Long ơi, em ngủ với anh bao nhiêu lần mà em quên hả Long? Ôi trời ơi. Khoan, em là kịch sĩ là nghề chính, ca sĩ là nghề phụ. Em với anh là diễn chung, là chung ở những cái video hài mà playback ngày xưa đúng không? Đừng có hỏi nhiều bị lộ quá. Hỏi nhiều mới lộ. Chốt đơn anh luôn. Dạ. Hát đi. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe Tràng Khờ Thủy Chung hát nhé.
chết. Trở lại em con đường im bóng mát của ngày nào, trở lại em anh đèn công viên đó dưới mưa bay, những đêm chúa nhật nghe phố phường khua gót giày, trở lại em ân tình xa xưa đó dưới trăng sao, trở lại em đôi vòng tay âu yếm nụ cười trao, trả lại em kỷ niệm yêu thương đó sống bên nhau, đến nay trở thành xa cách rồi còn đâu. Người đã ra đi không thấy về, tình yêu chôn sâu trong lặng lẽ, còn chẳng bao đớn đau lệ tuông rơi nhớ nhau. Ngày vui xưa đã tàn trong nắng chiều, về rồi đêm đầy buồn trong xa vắng nhớ mênh mông. Người đã quên tôi rồi sao tôi vẫn còn chờ mong, và nhìn nắng mây chiều tan theo ánh mắt đăm chiều, sống trong túi ngày ôm nỗi buồn quanh nhiều. Lúc đó mình mê nhất là cái lương, vì là Bororo mê lắm, mê dữ lắm, thành ra nó đã vô máu mình rồi. Mình đã bập bẹ ca từ lúc 20-21 tuổi rồi, cũng đi hát tiệc gia đình rồi đám giỗ thọ nôi đẻ tháng rồi cũng có hát. Thì mình thử cứ chêm vô những cái vở kịch mà mình đang diễn kịch dài ở kịch Sài Gòn đó, chêm vô mình thấy khán giả vỗ tay. Rồi lúc mà mình nghĩ là tại mình lồng nhạc vô cái tình huống cho nên người ta thích thôi, chứ đâu có biết mà hát một mình mà ta thích, cho nên nhát lắm. Sau này mới biết mình có chút đỉnh nha, hơi hay hay. Và nhìn áng mây chiều tan theo ánh mắt đăm chiều, sống trong tuổi ngày ôm nỗi buồn quanh. Và đó là ca khúc Trả Lại Em của tác giả Mạc Thế Nhân. Anh ơi, em có một cái câu hỏi này anh ơi. Em thắc mắc là tại sao anh hát cho tụi em nghe mà sao anh cứ nhìn qua nhìn lại, không bao giờ nhìn thẳng cái gì anh? Anh sợ bị lộ em. Với lại là biết sao, em giận anh ghê, anh nói một cái câu mà em thấy không có vui á. Hỏi anh một cái câu, anh nói là anh chưa bao giờ nổi tiếng. Anh nói như vậy là không đúng. Có muốn cần tôi ngồi tôi kể hết dữ kiện của bạn không bạn? Thiệt, anh không được nói câu đó. Ai nói là anh chưa bao giờ nổi tiếng? Anh là sư huynh của tụi em. Anh là một cái tên bạn vẽ trên bước đường lưu diện của em chị. Bây giờ bấm đi, bấm 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 liền. Bình chọn đúng không ạ? Bình chọn. Chúng ta sẽ cùng gặp lại chị Ông Nâu và em bé. Và chúng ta muốn giữ ai đến cuối chương trình thì hãy bình chọn cho người đó. Bây giờ thời gian bình chọn của quý vị bắt đầu. Thưa quý vị, thời gian bình chọn đã kết thúc rồi và chúng ta sẽ có kết quả sau vài phút giải lao. Khách đã quay trở lại rồi đây. Ngay bây giờ chúng ta sẽ công bố kết quả bình chọn.
chúng ta có tỷ lệ bình chọn là 56% và 44%. Và người đạt tỷ lệ 56% đó chính là người được tiếp tục ngồi ở chiếc ghế đó. Thưa quý vị, tỷ lệ 56% là chị ông Nâu và em B. Thưa quý vị, như vậy là với tỷ lệ 44% thì chúng ta sẽ biết được ca sĩ ẩn danh của chàng khờ Thủy Chung trước. Nhưng mà trước khi ca sĩ ẩn danh lộ diện thì chúng ta hãy làm quen với chàng khờ Thủy Chung. Cảm ơn Khanh. Thì đây là lần thứ hai em có mặt ở cái chương trình này để thế thân cho một cái ca sĩ ẩn danh phía sau. Thì cho con xin chào cô Vân, chào chú Thanh Bạch, chào chú Kim Tử Long, chào anh Vũ, chào anh Long Nhật. Thì em là tên là Nguyễn Đạt, hiện tại đang là diễn viên tự do. Dạ, yeah. Yeah. Xin giới thiệu Nguyễn Đạt ơi. Tại hồi nãy em đứng ở trên này á, khi mà anh Long Nhật với lại cô Vân có nói về cái việc mà người ca sĩ phía sau cảm xúc á, con tưởng con buồn á, con, dạ, con buồn thay á, tự nhiên thấy cái chương trình nó ý nghĩa vô cùng, nên rất là thích, hy vọng là lần sau còn nữa. Đạt ơi, Đạt ơi, Đạt, em có thể hát một câu được không? Con nhớ trong đầu, con nhớ bài nào con hát bài đó thôi. Đúng vậy, còn vậy thôi mà. Này dâng cho ta trăm nghìn chúng diệu độc, chẳng một lời nào mai miệng. Thua này. Được. Cảm ơn em. Thưa quý vị, bây giờ Khanh cùng với diễn viên Nguyễn Đạt và tất cả chúng ta sẽ gặp gỡ người ca sĩ ẩn danh đầu tiên sẽ được lộ diện. Xin mời. Một tràng vỗ tay thật lớn thưa quý vị. Nhắc đến nghệ sĩ Tấn Hoàng sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh chất phác, mộc mạc kèm theo sự duyên dáng trời phú trên sân khấu bằng chất giọng truyền cảm ấm áp. Năm 2016, Tấn Hoàng bén duyên với một cuộc thi ca hát và từ đó anh được biết đến thêm một vai trò khác là ca sĩ dòng nhạc bolero. Trong tay không tin đời mày ai thương, những lúc có tiền nhiều kẻ ghét gây. Dạ, con xin chào chú Tấn Hoàng. Tấn Hoàng xin trước tiên là chào anh Thanh Bạch đáng kính và bốn đứa em thân thương của Tấn Hoàng. Thực sự hồi nãy là Tấn Hoàng đứng trước khán giả bao nhiêu người mà Tấn Hoàng vẫn hát được không sao hết. Nhưng mà biết mấy em ngồi với anh Bạch ngồi đó, cái anh bị xúc động, với anh xúc động anh hát nó hơi yếu. Thôi lát cho anh gỡ lại ha. Dạ. Cảm ơn Nguyễn Đạt đã thế thân anh mà cho lộ sớm quá. Nãy Dân nói là Dân buồn anh đúng không, là anh chưa bao giờ nổi tiếng. Đúng, đây là anh nói, đây là tấm lòng thực thật của anh. Anh không, anh chưa bao giờ khiêm tốn, anh nói thiệt. Tại vì nè, anh xuất thân từ cái lương mà anh làm quân sĩ không à ha. Bắt đầu anh ra từ từ để nói, em không được phản ứng anh nói hết đi, cho anh nói hết đi. Tại vì mình nghĩ mình không nói tiếng là vậy, cứ mình bật tên nơi cho ai là người đó nổi, thì cái người đó nổi á là mình là cái bóng. Cho nên hồi xưa nhớ là nhóm hài Bảo Chung, chứ đâu có nói Bảo Chung Tấn Hoàng. Vô giới thiệu tiết mục mới là danh hài Bảo Chung nghệ sĩ Tấn Hoàng, chứ còn quảng cáo ở ngoài cửa thì nhóm hài Bảo Chung không à. Còn mình nói mình nổi tiếng, nó đâu có nổi đâu mà nói mình nổi. Không phải khiêm tốn cho người ta thương đâu, không phải. Nghệ sĩ với nhau thương mến nhau nói vậy thôi, chứ mình thật sự mình đâu có nổi tiếng đâu. Cái gì mà mình nghĩ mình hài lòng với mình là chết á. Thế giống như cái đỉnh mà mình nghĩ mình leo lên tới đỉnh rồi, leo lên tới đỉnh rồi cái việc còn lại đi đâu, đi xuống à. Tại mình cứ nghĩ mình chưa lên đỉnh thì mình leo hoài, mình leo tới chết luôn. Và cái nguy hiểm nhất là mình nghĩ mình số 1, tại vì trước số 1 nó là số 0, nó lọt xuống á. Anh đừng có, anh không có được gọi là gì,
khiêm tốn quá, nhưng mà đặc biệt là trong cái phần sân khấu kịch với Mạnh Tràng đó thì người ta đi là vì những vai diễn của Tấn Hoàng. Lúc đó tên em đã là một cái tên độc lập và không có dính với ai hết. Tạo chứng cho kịch Sài Gòn. Đúng. Anh đừng có nói như vậy. Anh ơi, em nghĩ em là người mà lên tiếng nó sẽ hiệu quả nhất là tại vì em không sống ở Việt Nam nhiều. 2010 em mới về đây, nhưng mà anh bước ra thì em biết chắc chắn anh là ai rồi, cho nên anh không phải là người không nổi tiếng. Đúng rồi. Bây giờ gặp Hồng Vân, gặp Thanh Bạch, gặp Long rồi anh mới, bây giờ anh mới biết anh nổi tiếng. À, thưa quý vị, đó là nghệ sĩ Tấn Hoàng. Và anh Hoàng ơi, bây giờ chúng ta hãy gửi lời cảm ơn đến Nguyễn Đạt vì đã hỗ trợ cho chúng ta trong cái phần biểu diễn vừa rồi. Bây giờ anh cảm ơn em rồi, cho anh miếng nước anh uống đi. Cảm ơn kiến anh luôn. Con đưa con đi vô. Dạ, bữa nay không dòm thấy năm vị khách mời ca hay hơn. Còn dạ, thấy rõ quá cả. Để mình khỏi bị phân tâm. Đúng rồi. Dạ. Đây có một chai nước gì cho anh. Nước này nó đầy ấm. Cảm ơn em. Giang ra. Em ơi, khoan anh. Chưa, anh nói đi. Cho anh nói. Hôm nay bưng nước cho tôi uống được. Dạ. Thế tôi có phước ghê không? Em mời anh. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn em nhiều. Dạ. Cảm ơn anh Long Nhật rất nhiều ạ. Và bây giờ, thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với ca khúc thứ hai mà nghệ sĩ Tấn Hoàng sẽ gửi đến trong đêm nay. Xin mời. Xưa em hứa yêu tôi suốt đời, giờ sao em trôi không hề yêu tôi. Ngày xưa mình bước chung đôi, giờ sao xa cách hai nơi, người lên xe hơi đường hoa mờ lối. Lời xưa em hứa như là gió chiều, giận sao tôi quá tin lời em yêu. Tình yêu ngờ có trong tay, giờ sao nhận lấy chua cay. Vui bên ai nhìn tôi em cười, sao giọt nước mắt tôi rơi. Tình yêu nào dễ quá em ơi, mà sao người đời gian dối. Yêu người mà người nào có yêu tôi. Lời yêu tựa áng mây trôi, chót lưỡi đầu môi người đã đời này á là nó là cái nó là chiếc thang, nó không có bậc cuối cùng. Mà cái nghề này thì nó là nguyên vở, không có trang cuối, cho nên học hoài. Mình tới giờ này mình vẫn còn học, nghiên cứu hoài. Thực sự chưa bao giờ Tấn Hoàng hài lòng với Tấn Hoàng, hoặc là mình hài lòng với mình sau cái đêm diễn, thấy khán giả cười, hoặc là khán giả mình hát khán giả vỗ tay. Đây là khán giả chấp nhận mình thôi, chứ chưa công nhận. Người ta mến mình là tại vì mình hài. Mình là diễn viên hài, diễn viên đóng phim. Mà ca như vậy hay quá. Chứ còn đối với ca sĩ là mình đâu có ca lại người ta. Cho nên mình nhiều khi mình ngộ nhận, mình tưởng mình ca hay, đi làm ca sĩ chết à. Yêu người mà người nào có yêu tôi. Lời yêu tựa áng mây trôi, chót lưỡi đầu môi người đã quên rồi. Yeah, yeah. Bắc.
Thưa quý vị, đó là ca khúc Lời Em Hứa của nhạc sĩ Tuấn Quang qua tiếng hát của nghệ sĩ Tấn Hoàng. Anh Hoàng ơi, yeah. Em thì em cũng vì cuộc sống của em cho nên là bẵng một thời gian em không gặp anh. Sân khấu kịch thì lâu lâu mới sáng đèn. Thì bây giờ anh làm gì? Sân khấu kịch thì coi như trả lại cho quận 3 rồi. Coi như anh và anh ở không. Anh không có diễn đâu hết. Mà anh chỉ bây giờ anh đi ca. Anh đi ca thí dụ có đám giỗ, đám cưới, thọ nôi, đề tháng gì đó. Mời anh đi hát. Thậm chí đám ma anh cũng chơi luôn nữa. Anh hát hết á. Cứ ai mời là anh đi làm. Anh nghe chương trình này mời anh, thật sự là anh mừng lắm. Anh ngủ không được. Anh hình như là 3 ngày nay anh ngủ không được. Cuộc đời em chưa bao giờ đứng sân khấu mà rung anh ơi. 40 năm nghề rồi rung cái gì nữa. Đâu còn đứa rung nữa đâu. Hết thời gian rung rồi. Nhưng mà có cái là gặp lại những người đồng nghiệp như vậy anh mừng quá. Có một lúc nào mà anh ngồi lại, anh nhớ lại những cái hào quang của anh ngày xưa? Rồi cho anh nói nha, nếu Lâm hỏi cho anh nói nha. Bây giờ thực sự là cái tiêu chí anh sống như vậy, anh quên quá khứ, anh không tính tương lai, hiện tại anh hạnh phúc là anh vui rồi. Anh không tính, tại vì tính không tới cơ. Long ơi, tính không bao giờ tới, cái lâu đã trời tính. Còn cái mình nhớ quá khứ mình làm không được, mình tiếc á. Có một đêm 13 show dân ơi, 13 show anh hát cái 1-2-6 cái suất cuối cùng mà anh xỉu sân khấu luôn á, anh xỉu luôn mà. Rồi lúc đó là đi Mỹ rồi gặp Long, ha Long hả? Rồi anh bây giờ nhớ cái đó mình tiếc thì thôi quên nó đi. Bây giờ hiện tại mình hạnh phúc, cái tâm mình trở về cơ thể mình, sống hạnh phúc, gặp dân, gặp em, gặp Tinh Bạch, gặp tất cả khán giả, được đài truyền hình mời mình là vui rồi. Chính xác, chúc mừng. Đúng, em rất đồng ý quan điểm của anh luôn. Em nãy giờ em nghe cái câu chuyện của anh thì em vừa xúc động mà vừa khâm phục anh nữa. Là tại vì anh đã phải trải qua rất nhiều, anh mới có thể, cái này có thể gọi là chữ ngộ đó. Tức là anh ngộ ra cái chân lý của cuộc sống, em học hỏi được rất là nhiều. Sau cái mùa này hai anh em mình về tụ họp lại đi anh. Tại vì bây giờ kịch Sài Gòn thì đã trả rồi đúng không? Ước mơ của anh, tại anh đêm nào anh cũng nằm mơ anh thấy anh diễn hết đó. Mê nghề quá. Mê nghề quá, thành ra nếu mình mà Vân... Mình đoàn viên đi anh, mình đoàn viên về đi. Vân có ý đó thì anh mừng lắm. Ok anh. Quý vị, và chúng ta hy vọng rằng trong một cái ngày gần nhất là chúng ta sẽ được xem lại những vở kịch với sự biểu diễn của nghệ sĩ Tấn Hoàng. Và chú Tấn Hoàng ơi, cho con được gửi lời cảm ơn đến chú vì ngày hôm nay chú đã nhận lời tham gia chương trình Ca Sĩ Ẩn Danh và chia sẻ rất là nhiều những cái tâm tư tình cảm của mình. Và chương trình có một cái món quà kỷ niệm con gửi tặng cho chú. Cảm ơn. Chú ơi, đây là một cái kỷ niệm chương, một món quà nhỏ thôi, nhưng mà chú hãy xem đó là một cái ký ức đẹp trong cái đời nghệ sĩ của mình. Chú quý lắm. Yeah. Một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho nghệ sĩ Tấn Hoàng. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện tiếp theo của người ca sĩ ẩn danh thứ ba. Tại vì chính vì mình đi một mình, thành ra là mọi thứ đều phải dò dẫm. Và mình không có kinh nghiệm gì hết. Nhưng mà mình biết trân trọng nó, tại vì nó có cái khó khăn đó mình mới được trưởng thành như ngày hôm nay. Trời! Trời ơi là trời! Vợ của em ở trên phim đó. Em giới thiệu về mình đi chứ anh là anh bối rối lắm rồi, không biết hỏi gì nữa đâu. Dạ, em xin được giới thiệu, em là công chúa kẹo ngọt ạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em dưới 50 tuổi ạ. Vậy bốn mấy á? Bốn mấy tuổi. Em hát dòng dân ca trữ tình đúng không? Dạ, và đặc biệt là cả ngoài nước, có nghĩa nước nào có dân ca thì em hát luôn. Dạ. Bắt đầu mà em hát là vào năm nào? Dạ, em đạt được một giải thưởng năm 1998, tiếng hát truyền hình ạ. Và sau khi đạt giải xong thì em bắt đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp luôn ạ. Là trong một cái duyên rất là tình cờ, hồi đó là mình mê hát kìa. Mình mê hát xong rồi cái mình cứ lên phường mình xem mấy anh chị hát say sưa lắm. Nhưng mà thực sự là mình rất là nhát. Nếu mà nói đứng lên sân khấu hát là không có dám, mà ai nói hát là thôi không có hát đâu, cứ giả bộ nói vậy, nhưng mà thích hát lắm. Thì lúc đó học năm nhì ngoại thương, là học năm nhất của, hồi đó là chưa phải là cao đẳng mà là trung cấp văn hóa nghệ thuật. Mình học thầy Hoàng Tính, hai trường cùng lúc. Xong rồi các bạn thì phải
dạy show để đi dạy kèm á. Còn mình thì đi dạy show, đi thi hát để lấy tiền. Mà hồi đó thực sự là hát cũng chưa có hay lắm. Nhưng mà không biết đi đến đâu là cũng lấy giải nhất á. Xong khi đến cuộc thi tiếng hát truyền hình thì đạt giải xong rồi thì không được thi nữa. Thì năm đó là cùng đồng hạng với anh Đàm Vĩnh Hưng. Hình như là có năm đó có Quốc Đại, rồi anh Huỳnh Lợi. Và sau cái cuộc thi đó thì bắt đầu được các trung tâm ban nhạc chú ý và mời thu âm, được xuất hiện trong một số chương trình như là Ấn Tượng Sài Gòn và các chương trình đĩa của hãng Kim Lợi, của phòng thu nhạc sĩ Quốc Dũng. Em là ca sĩ độc quyền của một trung tâm băng nhạc hồi đó rất là nổi tiếng. À, chỉ có Thạch Thảo. Không được, Thạch Thảo không được vậy. Em là người đầu tiên hát bài Áo Mới Cà Mau. Đầu tiên Áo Mới Cà Mau. Là cái bài Áo Mới Cà Mau, mình là người đầu tiên được nhạc sĩ Thanh Sơn gửi đến. Thì thực sự là khi mình hát nó xong, mình thấy nó dễ thương lắm, thích lắm. Và khi đi hát ngoài sân khấu, lúc nào cũng hát vậy đó. Thì nó chỉ phổ biến ngay tại sân khấu thôi. Nghĩa là mình hát xong khán giả yêu cầu mình, bữa sau gặp lại là kêu Áo Mới Cà Mau đi. Nhưng mà chỉ là cái khán giả trong đối tượng đó thôi. Đó, và mình cũng không có biết tận dụng nó để phát triển lên thông tin đại chúng hay là truyền hình trực tiếp hay là một cái chương trình gì đó lớn để hát bài đó. Sau đó thì bài hát nó đã được một số người khác hát và nó lại trở thành nổi tiếng. Dạ, em xin thêm một gợi ý ạ. Có rất là nhiều người khi gặp em á thì nhìn lầm em với lại một diễn viên. Bị lộn với cái Hoàng Trinh đúng không? Em bị lộn với Hoàng Trinh đúng không? Em cũng không biết nữa. Rồi đó. Thì ngày trước là Hoàng Trinh hay người ta hay lộn Hoàng Trinh với một cô ca sĩ. Hay bây giờ mình nghe Công Chúa Kẹo Ngọt hát đi ạ. Hát đi. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với tiết mục của Công Chúa Kẹo Ngọt. Sĩ bước vào nghề, mình phải có một bài hát gắn liền với tên tuổi của mình. Và thậm chí là cơ hội đã đến nhưng mà nó đã vụt qua với mình. Nhờ chương trình này mình mới ngồi nhìn lại cái chặng đường của mình mới thấy điều đó. Về cái nước đông dưới, nghe ai ru câu ơi. Thương em đừng để duyên lỡ thời.
ơi, tội nghiệp khi nghe sắt xe con tim tôi. Chừng nào về năm căng, nhớ nhau qua lại cũng gần. Một lần về U Minh, nghe muối kêu nhớ rừng Cà Mau. Mai một Cà Mau em lớn, tuy Úc mà sơ soạn đẹp hơn. Cà Mau đường đi không khó, mà chỉ khó có sông vắng đò. Thêm áo mới về Cà Mau là thấy thương em rồi. Cà Mau mặc thêm áo mới về Cà Mau là thấy thương em rồi. Cà Mau mặc thêm áo mới về Cà Mau là thấy. Với áo mới Cà Mau. Giọng hát này Khanh nghe quen quá. Quá quen, dạ. Chốt đơn. Cái giọng hát nó vang lên thì đây là em gái tôi rồi, không phải lần vào đâu. Em gái mi rồi phải không? Mà cái trung tâm mà em độc quyền ở vậy là trung tâm bán nhạc ràng đúng không? Trung tâm Bình Minh. Dạ không ạ, nó cũng Bình Minh đó chị. Tao không chịu, Bình Minh mới chịu. Em không biết đúng hay không mà ở bên trong á cười khúc khích vậy đó. Thôi giờ mình chọn. Dạ đi. Thưa quý vị, trước khi chúng ta biết ca sĩ ẩn danh của công chúa Kẹo Ngọt là ai thì chúng ta phải đến với phần bình chọn trước đã. Và thời gian để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Xin mời. Và thưa quý vị, thời gian bình chọn đã kết thúc rồi. Trước khi chúng ta biết kết quả, hãy cùng Khanh giải lao trong ít phút quý vị nhé. Quý vị thân mến, Khanh đã quay trở lại với ca sĩ ẩn danh. Trên tay của Khanh là kết quả bình chọn và chúng ta cùng đoán xem ai sẽ tiếp tục được sở hữu chiếc ghế massage của chương trình. Thưa quý vị, với tỷ lệ bình chọn 48% và 52%, tỷ lệ 52% là và đó chính là công chúa Kẹo Ngọt. Chị công chúa ơi, Khanh xin mời chị trở về chiếc ghế của mình. Thưa quý vị, bây giờ trước khi chúng ta gặp gỡ người ca sĩ ẩn danh thì hãy cùng Khanh làm quen lại với chị Ông Nâu và em bé. Khanh xin mời hai nghệ sĩ chúng ta sẽ chia sẻ, giới thiệu lại một lần nữa về bản thân của mình nha. Dạ, trước tiên cho phép Tấn Bo xin kính gửi đến toàn thể đại gia đình Tâm Tình với lời chào kính trọng. Đại gia đình Tâm Tình đó, mới nghe luôn. Cho anh chào lại nha, chứ hồi nãy sợ quá, tự nhiên xưng chị sợ muốn chết luôn. Dạ, cho con chào năm khán giả đặc biệt của chương trình ca sĩ ẩn danh. Thì cho Khanh hỏi là anh Tấn Bo cũng như là Lê Trang, cái cảm xúc của mình như thế nào khi mà mình phải vừa diễn mà mình phải hát nhép theo cái giọng hát ở phía sau? Dạ, thưa Bạch Công Khanh. Dạ, dạ chào anh. Thưa các anh chị, các em và toàn thể quý vị khán giả kính mến. Hôm nay nhờ sân khấu của chương trình ca sĩ ẩn danh, tức cho phép Tấn Bo được đứng đây, được thế thân các anh chị, điều đó là điều danh dự và hạnh phúc nhất của Tấn Bo. Dạ. Dạ. Thế còn Lê Trang ạ? Cảm giác thực sự là rất là rung. Nếu mà gọi là không rung là không có. Cô Vân ơi, con về con nghe cái nhạc á của hai anh chị hát, trời sao quá đỉnh. Liên khúc hai bài này mà phải mà lỡ mình nhép bậy nữa rồi có cái gì không trời, có ảnh hưởng gì không? Không thì... nhưng mà nhép bậy thiệt. Không phải nhép bậy, anh Long nói để tôi. Đứa cái micro này hơi trễ nơi.
Bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ người ca sĩ ẩn danh đó là ai. Xin mời. Ca sĩ Mạnh Cường. Đây là hai ca sĩ ẩn danh đã lộ diện tiếp theo trong đêm nay. Khanh xin chào hai anh chị ạ. Và trước chị giáo, chị vẫn bốc lửa vậy luôn. Rất quá anh chị ơi. Cường, chị không hề quên em nha. Em cố em chọc chị mà. Tôi xin đọc lại cái dự kiện này chút đi. Tôi từ nãy tôi ấm ức quá mà tôi nói là tôi nhận không ra là vậy nè. Tại sao mà từ đó giờ đi hát với tôi á, toàn là xưng anh với em không à? Mà bây giờ báo ra là 59 tuổi hơn tôi là sao? Tại vì lâu lúc nào cũng sợ xưng với lại chị là anh. Thành ra bây giờ mình chiều bạn mình thôi. Trời ơi. Chứ mình biết là bạn mình nhỏ hơn mình. Mắc cỡ chưa bây giờ mới lòi ra. Không phải nha. Thứ nhất là lúc đó là Phương Giao trẻ lắm. Bây giờ mình có đề không trẻ. Bây giờ trẻ như thường không? Bởi vậy lúc đó nhìn là xưng anh với em không mà đâu biết tuổi. Vậy bây giờ anh có gì đánh tức? Còn một cái nữa là tôi không nhận ra nữa. Là nếu nó nói Mạnh Cường mà hát Phương Giao đó thì Phương Giao phải hát với Hoài Sơn, chứ không có hát với Mạnh Cường được. Cái vấn đề mà giống như là Long nói á. Thôi kêu em đi. Chị Phương Giao. Trời ơi. Thì là khi mà Giao hát với lại Sơn á thì Cường nó rất là thích cái cách mình hát. Mình đi hát là năm 1988. Tình cờ gặp chị Giao chị hát cái mình thích quá. Tại vì giọng của chị vừa khỏe vừa dày mà nó lại rất là cao, chị hát chắc lắm. Thì cái mình nói ước ao có ngày nào đó em được hát chung với tỷ ha. Cái chị cười chị nói nếu mà chị em mình có duyên là thế nào cũng có ngày đó thôi. Thì ngày xưa Giao và một người bạn diễn nữa là Hoài Sơn, Phương Giao Hoài Sơn là trên TV trong thành phố là nhiều người biết lắm, là cặp đôi là ăn ý nhất. Mình hát chung với Hoài Sơn thì Cường nó cũng hát ở trên sân khấu đó. Giao đã từng khen rồi, Giao nói cái thằng bé này nó hát rất là chuẩn, mà cái giọng trong sáng mà rất là sạch sẽ, mình thích lắm. Và tình cờ là duyên đưa tới anh Hoài Sơn, anh đi nước ngoài. Là trong đầu Giao nảy ra liền rồi, em Cường là cái người kế tiếp là sẽ song hành với mình. Mạnh Cường là sau này sau thôi. Sau này. Mọi người ơi, mình phải cảm ơn anh Tấn Bo với lại Lê Trang trước đã. Đúng rồi. Bởi vì đã giúp cho chị Phương Giao với anh Mạnh Cường. Duyên. Năm vị khán giả đặc biệt ơi, có thấy là tụi em bị sai không? Cảm ơn anh Tấn Bo và Lê Trang rất là nhiều. Cảm ơn hai nghệ sĩ đã đến với ca sĩ ẩn danh nào. Chị ông đâu với em bé. Bao nhiêu năm tháng gặp lại chị Giao và Mạnh Cường, hai tiền hạt ấy dường như trời ơi bất chấp thời gian ai đổ thi gan chấp thời gian luôn bất chấp thời gian. Hồi nãy khi mà giọng hát cất lên là em nói là không có thể nào mà trật đi đâu được luôn, em chốt đơn luôn. Như vậy thì bây giờ chúng ta phải nghe ca sĩ Phương Giao và Mạnh Cường hát thêm một bài nữa đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đến với tiếng hát của Mạnh Cường và Phương Giao trong một ca khúc thứ hai. Thời yêu nàng
trì làm ta đau điên thần trí, mặc đời chê đã tình ngu si. Ôi tình yêu giống như cơn mê, yêu làm chi rước thêm mê chê. Yêu người nên khổ đau cho ta bởi yêu mà già. Trăm lần yêu chẳng cho ta vui, đêm nằm nghe trái tim ngậm ngùi. Ôi tình yêu sợ quá đi thôi. Đối với Giao với Cường thì có lẽ là âm nhạc là cái nguồn sống. Ngoài công việc ca hát thì không có biết là sẽ làm cái gì. Tại vì quá yêu nghề thì mình chỉ nghĩ là hát, hát, hát thôi. Là mong muốn sân khấu sống lại. Bởi yêu mà già. Trăm lần yêu chẳng cho ta vui, đêm nằm nghe trái tim ngậm ngùi. Ôi tình yêu sợ quá đi thôi, sợ quá đi thôi. Ôi tình yêu giống như cơn mê, yêu làm chi rước thêm mê chê. Yêu người nên khổ đau cho ta bởi yêu mà già. Trăm lần yêu chẳng cho ta vui, đêm nằm nghe trái tim ngậm ngùi. Ôi tình yêu sợ quá đi thôi. Siêu quá à, thiệt ngưỡng mộ chị quá à. Và một lần nữa, em khẳng định luôn là nghệ sĩ không có tuổi. Quá tuyệt vời. Cảm ơn anh Bạch. Rất là hạnh phúc, rất là hạnh phúc. Dạ. Trời ơi, Cường cũng vậy. Cường phong độ y nguyên vẫn cái bước nhảy mà cái kiểu của em á, nhảy giật cái chân sau á. Cảm ơn. Bởi chị đang nhớ kỹ. Dạ ơi. Đây là thế hệ của em, thế hệ của em, thế hệ của chị Vân, của anh Long, thế hệ của chúng tôi. Những dòng ca hát live đinh cua đến. Cảm ơn nhạc. Đây là lần đầu tiên em có cơ hội để xem hai anh chị hát mà anh chị hoàn toàn chinh phục em bởi những cái câu hòa quyện với nhau, và em không thể nào, đến bây giờ em vẫn không thể nào tưởng tượng được là chị đã 59 tuổi. Em phải nói đi nói lại cái câu đó, làm sao mà chị có thể giữ cái tâm hồn cũng như là cái tinh thần chị lúc nào nó trẻ trung, kể cả bề ngoài lẫn bên trong tâm hồn như vậy. Chị có cái bí quyết gì không, chị có thể nói cho em biết được không? Em muốn trẻ như vậy. Cái này là cũng là một cái lời tâm sự thật lòng của chị nha. Dạ. Yeah. Là khi sống, Giao luôn sống trong cái sự lạc quan. Có chuyện buồn, rất là buồn. Thí dụ như là có những khi Giao hát mà nước mắt Giao rớt. Nhưng mình chỉ cho mình được 10 ngày thôi. Để rồi mình phải tiếp tục sống. Buồn cũng phải sống. Vui cũng phải sống. Tại sao mình không vui để mình sống? Wow. Đó là cái bí quyết đấy ạ. Với lại em tiếp lời chị là lúc nãy em có nghe chị Hồng Vân nói là mình đừng có sống về quá khứ nhiều quá, mà quan trọng nhất là hiện tại. Hiện tại. Dạ, chính xác chị Vân ơi, hay quá chị Vân. Mà chị vẫn chưa làm được, quá khứ thì chị không nhớ nhiều. Nhưng mà cái tương lai, bản thân chị bây giờ là cái tương lai nó dằn vặt chị rất nhiều. Mà chắc sau cái chương trình này mình phải suy nghĩ lại. Mình không nói thì tới đó, cái chuyện buồn nữa. Mình muốn nói tâm sự với hai cái người mà bạn đi. Đừng nói là chị với tôi. Đừng nói là chị với tôi. Đừng nói là em tôi. Trẻ quá, à, Giao trẻ quá. Cứ giữ cái ý kiến là không hiểu là bao nhiêu năm rồi người ta mới tha thứ. Ức lắm, ức lắm. Nhưng mà cái chuyện đó là về lẽ dĩ nhiên rồi, cưng ơi. Cưng ơi. Nếu mà nói về về hát thì mình không có bàn cãi tới khen, không biết gì sao em, khen nữa giờ. Lễ phép đi, không em cần. Với chị. À, chị Giao. Em chỉ muốn hỏi chị Phương Giao và Mạnh Cường, sau những cái ngày tháng mà tụi mình hát với nhau trên những sân khấu, những cái lúc đó là những cái lúc mà cả hàng ngàn khán giả mỗi lần bước ra là được vỗ tay. Cuộc sống bây giờ của hai người ổn định hay không? Dạ, thì anh Long hỏi thì em trả lời, câu này em trả lời ha. Là chị Giao á, bây giờ là có một cái nghề rất là hay,
là nghề làm bà nội. Bà nội luôn rồi. Còn Mạnh Cường ơi, dạ, bây giờ là em có nghề tay trái nào không? Dạ không anh. Vẫn đi hát, vẫn đi hát. Em vẫn hát, dạ. Vẫn đi hát bình thường. Và đối với em hát, hình như tới chừng nào hát không nổi nữa thôi. Em mê hát lắm. Hình như là mình, cái máu nghệ sĩ trong người mình đó, nó không bao giờ cạn. Hát tới chừng nào mà Cường mê lắm, Cường mê hát. Mê hát lắm. Hát tới chừng nào mà không còn hơi nữa. Bây giờ thí dụ nhiều, có nhiều ngày không đi hát mà ở nhà hát karaoke. Mình cứ như, mình giống như con ong chăm chỉ đi, mình cứ đi làm việc cần mẫn của mình sẽ được ghi nhận đó. Nhưng mà số phận nó không có mỉm cười. Khoảng năm 92, 93 thì cũng có một vài nhà sản xuất yêu cầu nói là về đầu tư làm của họ, nhưng mà với những cái điều kiện mình cảm thấy nó không chấp nhận được. Không chấp nhận được. Mình rất là tiếc cho Cường. Tại vì Cường là một đứa rất là tài năng, hát rất là hay, tướng tá cũng ok, mà tính tình rất là dễ thương. Nhưng tổ nghiệp không đãi. Khi anh Nhật còn đang ở Huế, còn đi hát cho Sở Giao thông Vận tải cùng với anh Quang Linh bên ngân hàng đó, là đã ngưỡng mộ Mạnh Cường rồi. Các nhà dành tránh trực á, của chủ nhà một sĩ thời trực. Với lại Hưng với Hà đó là không trước Hưng thì Hà nữa, một thời về anh Lê Tuấn, về anh Nguyễn Hưng cơ, về chị Kiều Trinh, về chị Thủy Loan á đó, cái thời đó cơ. Mà lúc đó là Mạnh Cường còn nhỏ lắm, mặc áo dài đuối tôm, một áo vest đuối tôm, anh còn nhớ là anh đang ngưỡng mộ em từng đó và may mắn trên đường đời làm nghề và anh được làm anh em với em. Thiệt mà em vẫn nhảy một cách buông thả như vậy chị. Hồi đó chị rất là thích cái cách nhảy buông thả của em. Còn riêng chị Phương Giao nè, thì Đám Nhật cũng xin nhắc luôn, em ruột của danh ca Phương Quang Bình, Quang Bình. Và ngôi sao điện ảnh Quang Đại. Quang Đại, đạo diễn Quang Đại luôn. Đạo diễn Quang Đại. Wow. Dạ thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi rất rất là cảm ơn, bởi vì gọi là anh chị đã nhận lời tham gia chương trình Ca sĩ ẩn danh và gửi đến cho chúng ta những cái tiết mục rất là bất ngờ. Khanh xin phép thay mặt cho chương trình Ca sĩ ẩn danh và ban tổ chức gửi tặng cho chị Phương Giao và anh Mạnh Cường hai món quà lưu niệm. Cảm ơn. Xin cảm ơn chương trình và xin cảm ơn năm vị khán giả đặc biệt nè. Gặp vui quá. Gặp yêu đời. Dạ. Thiệt á, gặp hai ngày này thấy yêu đời. Nếu mà không phải đứng trên sân khấu này chắc 8 tới sáng luôn đó. Em yêu Phương Giao Mạnh Cường. Phương Giao Mạnh Cường. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với sự xuất hiện của ca sĩ ẩn danh cuối cùng trong đêm nay. Trở lại lúc đó thì nhạc trữ tình vẫn chưa được yêu thích nhiều lắm, nhưng mà cứ hát không có cần nổi tiếng, tại vì học trò xem mình đã hát á thì các em rất là vui. Anh giới thiệu tên của mình đi ạ. Kính chào năm vị khách mời đặc biệt của ngày hôm nay cùng tất cả quý vị đang xem chương trình ạ. Anh xin tự giới thiệu, anh là Cửu Chương. Trời ơi, ca sĩ Cửu thì khó nha. Em xin chào anh Thanh Bạch. Em chào chị Hồng Vân. Chị luôn hả? Em chào anh Kim Tử Long. Anh chào bạn Long Nhật. Ủa, bạn cùng thời với em đó. Và em Dương Triệu Vũ. Dạ, cùng thời với Long Nhật. Lật Nhật nhiêu tuổi Nhật? Em đi hát chuyện đó. Em đi hát lúc nào vậy? Dạ, em đi hát từ cái thuở mưa bụi nhạt nhòa thôi hết tình tôi. Long ơi là Long. Trời ơi, Long ơi là Long. Em ơi, như vậy là em có trong hát trong mưa bụi không? Dạ, chắc là có đó chị ạ. À. Yes. Mình đam mê ca hát từ lúc còn là thời sinh viên ở trường Cao đẳng Sư phạm. Thì nhưng mà tới năm 1992-93 thì mới bắt đầu thực sự vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Có một cái trung tâm ban nhạc là Đồng Dao có mời thu một bản cassette đầu tiên. Đó là cái liên khúc Hai Chuyến Tàu Đêm, được rất là nhiều người yêu thích. Đạo diễn Minh Vi, tức là lúc trước là đến tên là Hữu Minh, đã gọi điện để cộng tác và trong cái chương trình Mưa Bụi. Em hát dạ. Mưa Bụi mấy ạ? À? Dạ. Em hát nói chung trong là Mưa Bụi mấy? Em đều luôn á. Em đều Mưa Bụi em luôn. Em đều luôn á hả? Dạ, em luôn á. Anh hỏi một câu nè. Dạ, dạ anh Long ơi, anh có thể anh bình tĩnh ngồi xuống được không anh Long? Anh cứ ngồi đi, anh cứ ngồi đi. Mưa Bụi mà em hát trữ tình đúng không?
Dạ, cái gì em hát cũng được. Em cha 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 hay là nhạc tua, nhạc gì em hát được. Chị hỏi em chút xíu nè, bây giờ em hát đơn hay là hát song ca? Dạ, em hát song ca. Cái bạn nữ song ca của em á tên là ngu gì Thạch nói. Thảo hay là Yến Khoa? Trời, cái này mà Khanh nghĩ là trả lời một cái là biết luôn á. Ủa thì giờ cứ trả lời đi chứ, bây giờ phải cho tụi tôi biết dự kiện chứ. Dạ. Thì bây giờ mình có quyền giấu. Dạ, không, không giấu luôn, không giấu luôn. Ồ, hay quá. Dạ, em song ca với hai người luôn. Đó, đoán đi. Anh Bạch ơi, hình như là ngày xưa em nhớ là em với anh học học thanh nhạc cùng cô Thanh Trì á. Anh nhớ chưa? Anh nhớ chưa? Anh Bạch nhớ rồi hả? Mình là đồng môn với nhau. Mình đó. Anh còn đi, còn cái hai cái phân vân. Anh Long ơi, mà hàng ngày em có thể em đi qua nhà anh mà anh cũng có thể đi qua nhà em đó. Trời, chốt đơn. Rồi, tôi theo ông Long. Chốt đơn. Em theo anh. Yes sir. Tại vì một khi anh biết là cả nước mình biết. Khoan. Dạ. Là ngoài đi hạt nó còn đi giày nữa. Giáo viên khoảng dài khoảng 30 năm á anh. Thôi bây giờ Khanh nghĩ là không nên đoán nữa. Tại vì nhiều thông tin nó lộ quá rồi. Cho nên bây giờ chúng ta phải đến với tiết mục của Cửu Chương. Cửu Chương là thầy dạy toán đó. Hiểu rồi. Yeah. Em đến với anh vào một ngày trời đẹp nắng, một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm. Phượng hay bâng khuâng tưởng chừng như cô đơn, nên khi chiều xuống thấy vẫn vương trong tâm hồn. Em có biết không, hè về phượng hồng đẹp lắm, tình mình càng nồng thắm cho bao ước mộng trao dâng. Giờ trong tim tôi màu hồng không phai phôi, xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi. Lòng vẫn hay buồn vì đời thay đen đổi trắng, người rồi gian dẫu là bể vui cho những người nhiều tình yêu càng xót xa nhiều. Trong tiếng hát ve phượng hồng là hoàng hậu đó, phượng buồn vì tình đã tan theo sóng biển nổi trôi. Ngàn năm trong tôi tình này không phai phôi, xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi. Giờ đây âm thầm bên trang nhật ký, lắng xuôi tâm tư hỏi bờ bóng ai xa ngàn. Mình bỏ hát nhưng mà mình thật rất là buồn, hầu như là mình không nghe nhạc luôn. Khi mà mình coi TV á, mình coi những cái ca sĩ khác hát và cùng thời với mình á, thấy người ta nổi lên rồi người ta có show nhiều, mình cảm thấy mình buồn. À, thật ra là không coi nên nhất định là không coi nên, hoặc là hát khá nhạc mình chuyển đi. Nhớ nhau trong đời mà nay ôi giờ vô quý đến rồi, nhật ký ôm vào lòng mà tiếc thương đầy. Xuyên tơ ai làm cho tan giấc mơ, lỡ mong chờ xuôi nên bơ vơ, xuôi tình yêu xa hững hờ. Để nay duyên buồn đưa sang mùa cưới, bước lên xe hoa còn ngơ ngác trong xa vời, câu biệt nhau trong cõi đời.
nhật ký năm nào đành lòng đốt thôi người ơi. Trong tiếng hát ve phượng hồng làng, hoàng hậu đó phượng buồn vì tình đã tan theo sóng biển nổi trôi. Ngàn năm trong tôi tình này không phai phôi. Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi. Ngàn năm trong tôi tình này không phai phôi. Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi. Bài hát Phượng Buồn và Trang Nhật Ký. Ngày hôm nay toàn là người quen mà hát bài này nữa là đúng tâm trạng luôn, là rồi. Phải ngồi ôm lại kỷ niệm rồi. Mà sao anh Cửu Chương hay quay vô vậy? Anh Cửu Chương chưa thuộc Cửu Chương. Bây giờ nếu như mà mình muốn ca sĩ ẩn danh ngay lập tức lộ diện thì tất nhiên phải đến với phần bình chọn, đúng không ạ? Yes. Khánh xin mời công chúa kẹo ngọt, chúng ta sẽ trở lại đây. Thưa quý vị, và chúng ta sẽ bình chọn cho người ca sĩ ẩn danh nào mà chúng ta muốn giữ bí mật về danh tính đến cuối chương trình. Thưa quý vị, thời gian dành cho tất cả quý vị bình chọn bắt đầu. Thưa quý vị, thời gian bình chọn đã kết thúc. Trước khi chúng ta muốn biết kết quả, hãy cùng Khanh giải lao trong ít phút. Trên tay của Khanh đã có kết quả bình chọn. Hãy cùng Khanh xem ca sĩ ẩn danh nào sẽ lộ diện ngay bây giờ. Thưa quý vị, tỷ lệ bình chọn là 43% cùng với 57%. Và người đạt tỷ lệ 43%, chúng ta sẽ được biết ca sĩ ẩn danh là ai. Nghĩa là chúng ta sẽ tạm thời giữ danh tính bí mật của ca sĩ Cửu Chương lại và sẽ được tiết lộ sau ít phút nữa. Bây giờ Khanh mời anh trở về chiếc ghế. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ làm quen lại với công chúa kẹo ngọt. Xin mời bạn hãy tự giới thiệu về mình. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho em gửi lời chào đến năm khách mời rất là đặc biệt ngày hôm nay ạ. Em tên là Hồ Bích Trâm, hiện là diễn viên ạ. Thưa quý vị, trước mắt chúng ta là diễn viên Hồ Bích Trâm. Và ngày hôm nay thật sự rất là vui, bởi vì Trâm đã nhận lời tham gia chương trình ca sĩ ẩn danh và hát nhép miệng trên giọng hát của một người khác. Thì chắc là mình khó chịu lắm đúng không? Tại vì bình thường mình hát cũng ok. Ủa cái gì anh? Anh nói em hát ok. Mọi người có muốn nghe Hồ Bích Trâm hát không ạ? Dạ thôi anh, bữa nay gặp lại người cũ ngồi ở đằng xa xa mà anh bắt em hát nữa là em xỉu tại chỗ đó. Nãy giờ anh tính nói đó. Người cũ tặng cho một cái bông màu vàng. Màu vàng là màu của thể hiện cho sự gì anh? Sự vàng giọt. Bạn bè. Phản bội. Hình như là bạn bè và Trường Trung Thủy sao? Đúng không? Bây giờ phải hỏi anh Cửu Chương nè, cái bông màu vàng có ý nghĩa gì nè? Coi như là ngẫu nhiên thôi. Ngẫu nhiên thôi, anh không có cố ý gì hết. Không, anh chỉ muốn tặng em những cái gì nó đẹp đẽ nhất thôi. Cái sự ngẫu nhiên bao giờ nó có một sự có sự hợp lý của nó. Hãy xem vàng bông trên áo của cô ấy kìa. Nó thiếu cái bông màu vàng. Có màu xanh, màu đỏ, màu vàng vô nó rực rỡ hơn. Đúng dạ, đúng dạ, đúng rồi. Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn. Với lại thật sự thì cái màu vàng là cái màu mà nó hợp phong thủy với em nhất. Và đặc biệt em muốn rất thích màu vàng. Đó, cho nên là nãy anh tặng cho em là cái ý của em hỏi là như vậy đó. Chứ không phải là ý giống như cô Vân nói. Thưa quý vị, rất là cảm ơn diễn viên Hồ Bích Trâm rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau được biết ca sĩ ẩn danh là ai. Dạ. Xin mời. Xin được giới thiệu với quý vị ca sĩ A Thành. Hạnh Nguyên là ca sĩ trẻ đầy năng lực, từng xuất hiện thường xuyên trong hầu hết các chương trình ca nhạc của nhà đài thành phố.
ca sĩ Hạnh Nguyên đã thật sự chinh phục được trái tim của những khán giả yêu mến dòng nhạc dân ca quê hương bằng chất giọng ngọt ngào và là sự lựa chọn của rất nhiều nhạc sĩ nổi tiếng hiện nay. Một vườn hoa nữa xuất hiện. Dạ, cho Khanh chào chị Hạnh Nguyên ạ. Chị ơi, bây giờ mình phải cảm ơn diễn viên Hồ Bích Trâm rất là nhiều bởi vì đã thế danh chị trong cái tiết mục vừa rồi ạ. Phải nói là chị cảm ơn em rất nhiều khi mà chị nghĩ là trời ơi, phải chi mình có một cái gương mặt xinh xắn như vậy mà ra diễn ra ngoài sân khấu thì chắc là khán giả thích lắm luôn á. Đúng rồi, chỉ còn gương mặt thôi nha chị, đừng có để cho em cất tiếng hát của em lên là được ạ. Tiếng hát của em nó kinh khủng lắm luôn á. Khi mà chương trình mời em á, nói là thế thân cho chị Hạnh Nguyên, em nói trời ơi, chị Hạnh Nguyên chỉ ngọt ngào như vậy, chỉ dễ thương, chỉ nhẹ nhàng như vậy, lại đi mời một con nhỏ mà mê lì giống như đàn ông để vô thế thân, hỏi chương trình là có lộn không, anh nói không, anh thích vậy á. Sân khấu chị vậy chứ ở ngoài chị cũng mê lì giống như em vậy đó. Dạ, rất là cảm ơn diễn viên Hồ Bích Trâm rất là nhiều vì đã đến với ca sĩ Ấn Danh, và Khanh xin chúc cho Hồ Bích Trâm sẽ luôn luôn xinh đẹp nè, diễn xuất ngày càng hay và công việc kinh doanh hiện tại của Hồ Bích Trâm cũng sẽ ngày càng thăng tiến và thành công hơn nữa. Một tràng pháo tay nữa dành cho diễn viên Hồ Bích Trâm thưa quý vị. Em xin được phép lui cung. Có thể đi vô một cái tướng hơi men được không? Thôi đang bận đồ ba ba mà anh kỳ quá à, đừng kỳ quá. Rất là dễ thương thưa quý vị. Và Khanh xin chào chị Hạnh Nguyên. Trước khi chúng ta tâm sự nhiều hơn thì chị hãy gửi đến cho tất cả quý vị khán giả thêm một bài hát nữa nha. Mỏi mòn như đá
chàng có hay đêm thiếp nằm luôn những sầu tây, bao thuở đó đầy sương dày, duyên sắc cầm đừng lỡ phai. Của ca sĩ Hạnh Nguyên và phần minh họa của vũ đoàn NK. Và Khanh tin chắc rằng đã rất là lâu rồi trong số chúng ta ngày hôm nay mới được gặp lại chị Hạnh Nguyên ở trên sân khấu. Vẫn là một tiếng hát rất là có một chút xíu gì đó mượt mà nhưng mà rất là dễ thương. Dạ, nghe là cảm giác như rất là nũng nịu vậy đó. Nguyên, có nghĩa là em là bị lộn với Hoàng Trinh đúng không? Hai bạn giống nhau lắm. Cũng mái chị tóc nói là cũng... giọng nói cũng giống nữa đúng không rồi, chị? Rất là giọng nói, giọng nói giống. Chị còn nhớ hoài chị coi tivi đó. Chị em ca lúc nào vậy? Hồi đó tóc em dài mà thẳng cơ, chứ không có quăng như vậy. Nhưng mà em hay quá em vẫn ốm như vậy. Còn chị á, cái hồi đó thanh xuân là chị coi em mà chị cũng ốm như em vậy đó. Chị vẫn ốm mà. Em còn nhớ là hồi em còn nhỏ em coi chị lúc đó chị rất là nổi tiếng rồi, mà chị có một cái thói quen là chung chung cái mũi lại. Em cứ đứng trước gương em cứ cười để chung cái mũi đi, cái mũi em nó cũng nhăn ngay chỗ này luôn. Vậy hả? Em mê mức độ vậy. Ờ đó, trời ơi. Hai chị em mình mê nhau. Nhưng mà anh muốn hỏi em á, là bây giờ đối với lại em á, là một ca sĩ mà đã được gọi là định hình cái tên Hạnh Nguyên rồi, anh cũng đi hát rất là nhiều và gặp em rất là nhiều lần, nhưng vì sao em tham gia ca sĩ ẩn danh? Dạ, em cảm ơn câu hỏi rất là thú vị của anh. Khi nhận lời mời thì em hỏi là cái điều mà chương trình muốn truyền đạt đến khán giả là cái gì? Thì khi mà em nghe chia sẻ đó, thì em thấy rất là thú vị. Và thực sự là em cũng có một chút xíu điểm phù hợp với chương trình, nhưng mà em nghĩ là các anh chị trong nghề rất ít người biết. Đúng. Đó là từ năm 2004 đến 2014 á, thì em được nhận một lời mời của tập đoàn FPT. Người ta nói là nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Chẳng thà nha, chẳng thà Hạnh Nguyên, một Hạnh Nguyên chỉ biết đi hát thôi phát triển, thì mình tin là bây giờ mình đã không ngồi đây, có thể mình đã rất phát triển trên con đường nghệ thuật rồi. Nhưng mà đến 2004 thì mình có một ngã rẽ là có một tập đoàn FPT mời Hạnh Nguyên là em có thể về làm và bên anh sẽ tạo điều kiện hết mình cho em. Em làm việc vừa đi hát, vừa đi làm, em có thể đóng phim, nói chung là em bận là em cứ nghỉ. Và em khi nào sắp xếp xong thì em cứ đi làm. Nghe cái lời mời thì trời ơi sao mà hay quá vậy. Thì thôi bây giờ nếu mà công ty kêu mình làm á, mà cho mình đi hát á, thì tại sao mình không cố gắng. Thật sự là nghe mừng lắm. Bước vô làm thì mới thấy khủng khiếp. Cái áp lực nó khủng khiếp luôn. Tại vì họ không có giữ mình bằng cái sự có mặt, mà họ giữ mình bằng áp lực doanh số. Khóc quá trời khóc, cứ trưa là hẹn mấy bạn ca sĩ ra ngồi khóc cho nó nghe. Cứ vậy đó. Mà đến 2 năm sau đó thì bắt đầu là em trưởng thành trong công việc. Em còn đi học thêm thạc sĩ nữa, học MBA và học chương trình của Bỉ rất là nặng, mà tại vì học toàn bộ bằng tiếng Anh. Thế là em phải dốc sức, mà mấy anh chị kể lúc mà họp mặt lớp nói là Ngôn Nguyên nó đến khi mà nó nói anh chỉ giùm em cái bài này, bài tài chánh này rất là khó. Rồi anh ngồi anh coi bài đi, lát anh chỉ em chỉ chợp mắt 5 phút rồi. Mà quay qua thấy Nguyên nó ngủ ngon lành. Hoặc là thường xuyên là mặc áo dài đi vô lớp hội hậu, em nói trời ca sĩ mà sao học thạc sĩ trời. Rất là mọi người rất là rối loạn về cái vai trò của em, mà em cũng rối loạn luôn. Nhưng mà em luôn cố gắng. Sau đó thì em thấy là cái công việc kinh doanh nó phát triển, nhưng mà rõ ràng là cái công việc bên nghệ thuật của mình cũng rất là bị chững lại. Nhưng mà bây giờ thì em đã có bằng thạc sĩ chưa? Dạ em tốt nghiệp. Em tốt nghiệp. Wow. Giỏi đó. Quá giỏi. Tại vì là nghệ sĩ, ca sĩ ít có ai mà được có một cái bằng như vậy lắm.
mà em mà làm được như vậy thì anh rất là khâm phục. Em vừa học và vừa nói tiếng Anh giỏi luôn hả? Dạ, em biết tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Nga và tiếng Nhật. Rồi ạ. Dạ, vậy thì siêu quá. Biết có 4 thứ tiếng rồi à? Em ơi, Hạnh Nguyên ơi, anh dạ. là giỏi tiếng Anh lắm đó. Vì vậy cho nên là anh muốn em có thể là can you speak a little bit in English for everybody? Okay. Anh Vũ dịch giùm em á. Anh nói là anh hiểu rất là nhiều tiếng Anh mà bây giờ chị nói để cho anh nghe. Không? Tiếng Nga cho chị anh nói nghe tiếng Nga cho anh nghe. Tôi có thể nói tiếng Nga. Ủa nó là tiếng Nga đó. Tôi nói tiếng Anh mà tự nhiên nói tiếng Tàu là sao? Tại vì tiếng Nga anh bạch anh biết sao? Mình bây giờ bộ mình nói là tiếng Nga. Chị ơi, em rất là khâm phục cái trí tuệ của chị cũng như là cái sự đam mê và cái sự hết mình với lại cuộc sống, không những về ca hát. Nhưng thì chị có bao giờ mà tiếc nuối là mình đã không 100% tập trung vào cái nghề ca hát hay không? Đúng là chương trình này đã cho mình cơ hội ngồi nhìn lại và mình nghĩ là mình được gì và mất gì. Chị nghĩ là chắc là ông trời á, ổng cũng có lắng nghe cái nguyện vọng của mỗi người ước mơ cái gì và nỗ lực cái gì thì ổng sẽ cho cái đó. Nhưng mà chị quên mất, chị chưa bao giờ ước mơ mình làm ngôi sao cả. Là thực sự là tại vì từ lúc Nguyên nghĩ giờ chưa bao giờ Nguyên nghĩ là Nguyên ước mơ sẽ được nổi tiếng. Rất là buồn cười ha, nghe rất là buồn cười, một người bước vào chân làm ca sĩ mà lại không ước mơ mình nổi tiếng. Chưa bao giờ có trong đầu mình hết. Mình chỉ thích hát hay thôi. Mình thích hát thật là hay và mình trau dồi liên tục để mình tiến bộ hơn Hạnh Nguyên của ngày hôm qua. Nguyên nghĩ là nếu mà vườn hoa nghệ thuật á thì nó có rất nhiều cái bông hoa, thì chắc nếu mà tự nghĩ ví mình thì Nguyên thấy mình giống như là một cái hoa nhài nhỏ nhỏ, nghĩa là nó tỏa hương một cách âm thầm và nó rất là hạnh phúc với cái việc tỏa hương đó, nó không cần phải rực rỡ lên. Em ơi, có những chi tiết rất là nhỏ anh cũng rất là thắc mắc. Vì cái bài hát em trình bày trong chương trình hôm nay nó mở ra cho anh rất nhiều cái bí mật, đó là bài Dạ Cổ Hoài Lan. Đường dù xa ong bướm nó khác với đường dù xa ong bướm. Xa vào ong bướm có nghĩa là bị mê hoặc bởi mê hoặc những tình yêu sắc khác. Còn xa ong bướm có nghĩa là nó cũng khác. Né và tránh được cái ong bướm đó. Những cái chuẩn xác về mặt văn học, về mặt phát âm là cái chữ V, cái chữ VD, tất cả điều đó đó. Nghe cho kỹ Hạnh Nguyên hát đi. Của người kiểu bài cho em là ai? Thì em cảm thấy là hôm nay mình rất là may mắn và hạnh phúc khi mà mình hát cái bài hát của mình, cái giọng hát của mình được những người đàn anh đàn chị của mình thấu hiểu và đưa ra những cái nhận xét rất là tinh tường như vậy. Đúng là chỉ có trong nghề mới hiểu được cái đó. Thì thực ra là những ngày đầu tiên khi em đi hát thì em hát song ca cùng với anh Hồng Phước. Dạ, thì anh cũng có góp ý em một tí xíu. Rồi sau này thì những cái mà anh nói là về dấu á, thì khi em thu âm, nhạc sĩ Quốc Dũng là người đã chỉ em rất là kỹ lưỡng, dấu sắc, dấu nặng, dấu hỏi, dấu ngã. Em có một cái thói quen là khi mà nhận một bài hát á, thì em hay đặt tâm trạng mình vào đó. Lúc nào cũng vậy, thậm chí á, em gọi điện cho cái nhạc sĩ mà sáng tác bài Phượng Buồn đó. Em nói bây giờ chú nói thiệt với con đi, có phải người yêu của chú tên đó không? Chú nói, có con là người đầu tiên hỏi chuyện đó, đúng không? Sao vậy? Tại vì con thấy, con hát, lúc mà con hát bài của chú, con cảm nhận như vậy đó. Có phải không? Chú cứ nói đi. Chú nói, cuối cùng chú gọi riêng chú nói, ừ. Anh Nhật rất là thân với Hạnh Nguyên luôn. Và khi mà anh bị cô bé này là hát, như lúc đầu anh nói, nâng niu và trách nhiệm trong từng câu hát. Và anh nghĩ rằng là không có cái sự lựa chọn nào là sai lầm cả. Và bằng chứng là tất cả những chương trình lớn truyền hình trực tiếp Lâm Nhật đi hát trong Nam ngoài Bắc, ở giữa miền Tây hay là miền Nam đều có sự đồng hành của Hạnh Nguyên. Dạ, vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của năm vị khán giả đặc biệt cũng như là cảm ơn ca sĩ Hạnh Nguyên đến với chương trình. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, gửi đến chị một cái lời chúc. Thứ nhất là về sức khỏe và quan trọng nhất là công việc cũng như là cái niềm đam mê với ca hát vẫn luôn tồn tại song song. Dạ, Khanh xin được gửi tặng chị một món quà lưu niệm. Thưa quý vị, một tràng pháo tay nữa cho ca sĩ Hạnh Nguyên vì đã đến với ca sĩ ẩn danh. Quý vị đang quay trở lại với chương trình ca sĩ ẩn danh và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần lộ diện của ca sĩ ẩn danh cuối cùng trong đêm nay. Nhưng mà trước hết, chúng ta sẽ làm quen lại một lần nữa với
ca sĩ Cửu Chương. Vâng, và bây giờ thì anh Minh Luân xin được chào MC dễ thương Mạch Công Khanh. Và một lần nữa xin chào 5 vị khách mời đặc biệt trong ngày hôm nay. Dạ, em là Minh Luân, em là diễn viên. Minh Luân cũng xuất thân từ sân khấu kịch Hồng Vân ạ. Vâng, thì năm 2019 thì Minh Luân và cô Hồng Vân cũng có hợp tác với nhau làm một cái sân khấu ở quận 5. Quý vị ơi, có yêu mến bộ môn kịch nói thì xin mời quý vị hãy đến sân khấu Hồng Vân Chợ Lớn ủng hộ sân khấu nha. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Thưa quý vị, bây giờ Khanh cùng với anh Minh Luân và tất cả chúng ta sẽ được biết ca sĩ ẩn danh cuối cùng trong đêm nay là ai? Xin giới thiệu với quý vị, ca sĩ Mai Tố. Ca sĩ Mai Tuấn chính thức ca hát từ năm 1996 và được biết đến rộng rãi từ chương trình ca nhạc Mưa Bụi, với hàng loạt ca khúc được yêu mến rộng rãi khắp cả nước khi song ca cùng ca sĩ Yến Khoa. Gần đây, Mai Tuấn nỗ lực trở lại ca hát. Xin trân trọng kính chào năm vị khách mời thân thương của Mai Tuấn. Xin kính chào. Rất vui và rất là xúc động được gặp lại những anh chị, những người bạn, những người đồng nghiệp rất là thân thương của Mai Tuấn mà sẽ là có nhiều chuyện để nói với các anh chị đây. Thưa quý vị, trước hết chúng ta phải cảm ơn diễn viên Minh Luân vì đã gửi đến cho chúng ta một tiết mục trên giọng hát live của anh Mai Tuấn ở phía sau. Một lần nữa cảm ơn diễn viên Minh Luân vì đã đến với ca sĩ ẩn danh. Chúc anh có nhiều sức khỏe và thành công hơn nữa trong công việc nha. Vâng, xin cảm ơn chương trình rất nhiều và xin chào, hẹn gặp lại. Thưa quý vị, trước khi chúng ta tâm sự nhiều hơn với ca sĩ Mai Tuấn, một người bạn mà anh Kim Tử Long nãy giờ nóng lòng gặp lắm nè. Bây giờ anh Mai Tuấn sẽ hát một bài trước, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện nha. Anh thêm lạnh lùng, đôi tay hôm nào dìu nhau trong cơn mê đầy. Giờ đôi tay ấy lau ngấn lệ ngàn lời biệt ly. Chiều trên sân ga, tia nắng nghiêng nghiêng xuyên ngàn lá. Giấc mơ đời ta theo chuyến xe tan trong nhạt nhòa. Bên nhau phút này làm sao anh ra con tàu. Lệ em tuôn mãi ai biết được lòng mình khổ đau. Tiếng còi vang để mang em về đó. Lòng anh nát tan theo con tàu. Tàu xa quất bóng anh ngỡ rằng mình còn chìm bao. Đường em đang đi em có nghe con tim vơi. Chắc con đường vui đang nở hoa nên quên hẹn thề. Cô đơn anh về đường xưa mưa rơi âm thầm. Từng đêm nối tiếc anh đã nghe hồn mình lạnh khờ. Con tim vơi chắc chắc con đường vui đang nở hoa nên quên hẹn thề. Cô đơn anh về đường xưa mưa rơi âm thầm. Từng đêm nối tiếc anh đã nghe hồn mình lạnh căm. Cô đơn anh về đường xưa mưa rơi âm thầm. Từng đêm nối tiếng anh đã nghe hồn.
sĩ Mai Tuấn của Vũ đoàn NK. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn NK rất là nhiều. Anh Mai Tuấn ơi, bây giờ là thời gian để chúng ta bắt đầu tâm sự đây. Trước hết chị Mai Tuấn xin gửi lời chào anh Thanh Bạch, chị Hồng Vân và hai người bạn rất là thân yêu của Mai Tuấn là Kim Tử Long và Long Nhật. Và chào em Trương Diệu Vũ và Bạch Công Khanh. Anh Hiền Cô à? Anh Hiền Cô. Ủa là sao là Mai Tuấn là bạn của Kim Tử Long? Kim Tử Long là bạn cùng sớm. Mà... cùng sớm rồi nó khó. Chị phải gọi Kim Tử Long bằng anh. Là sao? Là Mai Tuấn gọi em bằng chị là sao? Mai Tuấn ông nói tuổi của ông luôn cho Hồng Vân nghe luôn đi. Ngại quá tan Nhật, anh nhiêu Nhật? Thế đừng có nói tiền, nói thiệt nha. Học bớt ha, không thêm học bớt ha. Ok, Mai Tuấn sinh 1967 ạ. Vậy là Mai Tuấn thua chị Vân mình một tuổi, thua Kim Tử Long một tuổi, thua Kim Tử nhưng mà thôi kệ. Em gọi anh Tuấn bằng anh. Ừ, thì em nhỏ hơn đúng không? Em nhỏ hơn, mà vui làm trong nghề mình vui lắm nghe. Để đóng nhật nói cái chuyện một chút xíu với cái tuổi tác nè. Long Nhật gọi anh Minh Thuận bằng anh. Anh Minh Thuận thì gọi anh Hoài Linh bằng anh. Mà Hoài Linh thì gọi Long Nhật bằng anh. Hoài Linh gọi Mai Tuấn bằng em. Hoài Linh thì gọi Mai Tuấn bằng em. Bây giờ tôi muốn hỏi ông nè, từ hồi lúc mà sau cái mưa bụi đó, cái lý do gì mà ông đi hát nữa? Thì lúc đó là tên Mai Tuấn cũng là rồi. Mọi người đều biết. Rồi cái lý do gì cái tự nhiên bật cái ông mất tiêu luôn vậy? Thật ra thì Mai Tuấn chính thức vào mưa bụi từ mưa bụi năm, mùa năm, mùa 16, 17, 18. Rồi sau đó là nó đổi tên là Tình Đã Bay Xa 1, 2, 3, 4 gì đó, rồi Tình Xuân. Cái lúc này đó chương trình Mưa Bụi rất là ăn khách. Và Mai Tuấn còn nhớ là cái bài hát đầu tiên mà Mai Tuấn Yến Khoa trình bày, đó là bài hát của Phước Khải Thảo Nguyên, bài hát Đám Cưới Người Ta, được rất là nhiều người yêu thích. Và sau đó thì là những cái chương trình Mưa Bụi, là Tình Đã Bay Xa, là Tình Xuân, liên tục mời Mai Tuấn và Yến Khoa về công tác để hát những cái MV như là Thà Trắng Thà Đen nè, rồi Đoạn Cuối Tình Yêu, rồi Hoàng Tử Trong Mơ, vân vân. Mai Tuấn nghĩ là đây là cái thời điểm mà Mai Tuấn thành công nhất trong cái cuộc đời hát của mình. Thế nhưng sau đó thì cái chương trình mà nhạc Làn Sóng Xanh bắt đầu phát triển và rất là mạnh, và cũng cái thời điểm đó thì là Yến Khoa đó là sang bên Mỹ, Mai Tuấn ở bên đây một mình, thì lúc đó là nó hơi cảm thấy nó bị hụt hẫng thế nào đó, nhưng mà trong cái lúc đó thì Mai Tuấn vẫn đi dạy học, thành ra là thôi mình nghĩ là thôi tạm dừng thời gian để mình tập trung với công việc giảng dạy của mình. Thật ra thì trong khoảng thời gian rất là lâu, Mai Tuấn chưa quen được với cái cảm giác đó. Khi đi tới đâu thì người ta cứ gọi Mai Tuấn Yến Khoa, có người gọi là Mai Tuấn là Yến Khoa, hoặc là có người gọi là Tuấn Khoa. Thì thấy là thì chắc là thời gian này mình nên ổn định lại, không có đi hát được đó. Thì Mai Tuấn tiếp tục học lên đại học nè, rồi học thêm những bằng Anh Văn rồi vi tính. Mai Tuấn ơi, bữa nay em tham gia cái chương trình Ca Sĩ Ẩn Danh này, cái cảm xúc em sao? Em chia sẻ cho tụi chị nghe đi. Thật ra thì Mai Tuấn cũng xin tiết lộ là lần đầu tiên Mai Tuấn xuất hiện trên game show, một cái game show lớn như thế này, cho nên rất là hồi hộp và rất là tâm lý. Cụ thể là mấy ngày trước mặt mày rất là tươi tỉnh, mập mạp lên, cái bây giờ sau cái tự lo quá, lo về cái bài hát nè, tập luyện nè, luyện mỗi ngày, rồi là lo quần áo nữa. Lo thử đồ. Từ nãy tôi nói đó, bữa nay là chặt chém luôn MC luôn, chặt chém luôn nguyên chàng như này luôn đó. Quá trình luôn, rất là lo hôm nay vì hát live, rất là hồi hộp, cho nên là không biết mình hát có được hay không. Mà thêm cái phần vũ đạo nữa, tại ban tổ chức chọn cho mình cái bài này cho nó phong cách, cho nó mới hay hay. Thành ra là cũng hơi là lo. Rất là hồi hộp. Cái bài phối rất là hay. Yến Khoa. Thì em thấy là hai người có một cái sự kết nối rất là chặt chẽ với nhau. Thì khi mà anh Khoa đi như vậy đó, Yến Khoa, không biết biết mình gọi anh đó là anh Khoa, cái là cái gì Hoàng Châu bây giờ đó, Yến Khoa là Hoàng Châu bây giờ đó. Người đàn ông tham lam chính là anh. Em xin lỗi. Và bây giờ hai người có nói chuyện lại với nhau hay chưa? Thỉnh thoảng cũng có, Yến Khoa có mời Mai Tuấn thì là bài Tình Đời với lại Chuyện Đêm Mưa, cũng cách đây được 1-2 năm gì rồi. Rồi, anh đã thỏa mãn được câu hỏi của em. Và quan trọng nhất là ngày hôm nay anh Mai Tuấn vẫn rất là phong độ như thế, và đặc biệt nhất là cái áo chặt chém nhất trong đêm.
thông qua cái tiếng hát của anh Mai Tuấn cũng như là những điều mà anh Tuấn chia sẻ thì Khanh xin chúc cho anh sẽ có được sức khỏe thật là tốt với cái công việc là thầy giáo hiện tại của mình. Và nếu như show diễn đến thì thầy giáo ráng nhín chút xíu thời gian đi hát cho tụi học trò nghe nhé. Cảm ơn Mai Tuấn rất nhiều và chương trình có một món quà gửi tặng cho anh ạ. Xin cảm ơn em Bạch Công Khanh. Mai Tuấn xin chân thành cảm ơn rất là nhiều về chương trình Ca sĩ ẩn danh. Dạ, thưa quý vị, và câu chuyện của ca sĩ Mai Tuấn cũng đã khép lại chương trình Ca sĩ ẩn danh đêm nay. Khanh xin mời 5 vị khán giả đặc biệt chúng ta sẽ cùng bước lên sân khấu để chúng ta gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Anh Long ơi, bạn anh nè. Tuấn Hiền. Ơi, Tuấn ơi, Tuấn ơi. Hồi xưa là chuyên môn chơi gì quên rồi. U nè, cò cò nè, đủ thứ trò. Cái đội hình vậy mới đẹp nè. Đó. Hai cái áo dài ở giữa là những cái đồ tây á, đẹp hơn. Cái đó là chị Vân phải đứng chính giữa luôn. Đúng rồi. Đó đây mới là đội hình đẹp nhất trong đêm nay. Thưa quý vị, một vườn hoa lá xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Ca sĩ ẩn danh trong đêm nay. Và chúng tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ còn gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc nhé. 21:15 Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Chương trình Ca sĩ ẩn danh do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị. Hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngon lành.